Xin chào các bạn, đã đến với Thuận Cáp Đồ Ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi. Thế nhưng mà nào mà theo dõi kênh thường xuyên đó cũng sắp biết thường nói gì rồi. Một tuần nó lại sắp sửa đóng lại các bạn. Thời gian nó thật sự trôi qua rất là nhanh luôn. Chúng ta lại gần đến cuối tuần nữa rồi. Và ngày hôm nay đó chúng ta lại có nhiều thông tin mới các bạn. Có những thông tin tốt nhưng mà cũng có vài thông tin không tốt. Nhưng mà nói chung đó, thì chúng ta có nhiều thông tin tốt ngày hôm nay. Và chúng ta cũng thấy được là tâm lý thị trường ngày hôm nay đã cũng rất là tốt cho toàn thị trường tài chính chứng khoán thì cũng rất là tốt các bạn chúng ta thấy được là bitcoin hôm nay đã một lần nữa để đẩy lên qua khỏi cái mức là 68.000 đô một lần nữa để đến gần cái mức là 69.000 đô các bạn trước khi mà bị đẩy trở về cái mức là 67.900 đô hiện bây giờ nhưng mà cũng là một ngày rất tốt cho Bitcoin các bạn Về all coins thì tùy theo các bạn lưu chưa all coins nào Tại vì có đồng xanh có đồng đỏ như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà thường vẫn có lòng tin là nếu chúng ta nói chung về thị trường all coins Thì miễn là Bitcoin tiếp tục tiến tới thì sẽ kéo thị trường Oracle sao các bạn đó lòng tin của thuận nhưng mà chúng ta bây giờ trước hết á, hãy trả trở về để mà nói tới tình hình chứng khoán của hoa kỳ trước và chúng ta thật ra nhận được một loạt những cái chỉ số kinh tế ngày hôm nay rất là tốt các bạn và chúng ta cũng nhận được những cái thông tin lớn như là liên quan đến Microsoft á, chuẩn bị bỏ phiếu những cổ đông của họ sẽ bỏ phiếu vào tháng 12 này để xem coi là công ty Microsoft có nên lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của họ hay là không giống như là công ty MicroStrategy và chúng ta cũng có những cái thông tin cho các bạn thấy được là cái nhu cầu thu mua Bitcoin đến từ forward thật sự là có các bạn đã thấy là trước khi mà có Bitcoin ETF chúng ta cũng có quỹ này quỹ kia nhưng mà chúng ta cũng không có một cái nhìn toàn cảnh về cái nhu cầu thu mua Bitcoin của forward các bạn chúng ta luôn nói đến là có lòng tin phố Wall rất là muốn lưu trữ Bitcoin nhưng mà họ chưa có cách nào lưu trữ hiệu quả nhất là về mặt kế toán các bạn khi mà có Bitcoin ETF rồi thì các bạn thì được họ đã có một công cụ để đầu tư vào chúng ta tin là như vậy và thông có thể nói với các bạn là sau 9 tháng từ khi Bitcoin ETF rồi tới bây giờ từ tháng 1 tới bây giờ thì thông cảm thấy được là rất rõ ràng đó là sự thật các bạn cái lòng tin và cái nhu cầu sở hữu Bitcoin thông qua ETF ngày càng tăng lên và cái sự ảnh hưởng đến giá cũng rất là tích cực và nhiều thông tin nơi bậc khác cũng muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay mà trước hết chúng ta nhìn vào tình hình chung của chứng khoán Hoa Kỳ các bạn nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 ngày hôm nay đó thì tăng 0.21% trong khi Dow Jones thì giảm 0.33 các bạn nhưng mà chỉ số Nasdaq thì ngày hôm nay đã tăng 0.76% và Pre-market, hợp đồng tương lai hiện bây giờ thì cả ba đang xanh nhẹ một chút thì chúng ta có thấy được là hai chứng khoán ở trong chỉ số Nasdaq đây là có sự tăng trưởng mạnh ngày hôm nay trước hết chúng ta nói tới Tesla đi. Tesla đã có sự tăng trưởng là 21.92% ngày hôm nay các bạn. Đây là một cái sự tăng trưởng rất là lớn trong vòng một ngày có thể nói được đây là cái sự tăng trưởng lớn nhất trong vòng 10 năm qua của Tesla. Nếu chúng ta tính cái sự tăng trưởng trong vòng một ngày thì lý do tại sao chúng ta cũng nên nói tới ngày hôm qua rồi sau khi mà chứng khoán đóng cửa đó thì Tesla đã báo cáo là lợi nhuận quý ba của họ rất là tốt và đương nhiên là họ cũng đã đứng chính là chưa có bán bất kỳ một Bitcoin nào. Và các bạn thấy được là ngày hôm nay đây chứng khoán của Tesla cũng đã tăng mạnh và góp phần khiến cho chỉ số Nasdaq xanh ngày hôm nay các bạn và một cổ phiếu khác nữa cũng nằm trong chỉ số Nasdaq mà có sự tăng trưởng mạnh ngày hôm nay đó chính là MicroStrategy các bạn. MicroStrategy cho một lần nữa đó lại có sự tăng trưởng rất là nhiều ngày hôm nay đó đã tăng thêm 10.25%. Các bạn nên biết đó là từ đầu năm tới bây giờ đó MicroStrategy đã tăng 273% các bạn. Và nếu như tính một năm qua đó, chúng ta nhìn thấy được là trong một năm qua, cổ phiếu của MicroStrategy đã tăng 455%. Nó rất là kinh khủng nữa các bạn. Các bạn có nghĩ là cổ phiếu ở trong chỉ số Nasdaq có thể tăng 455% trong vòng một năm là con số rất là kinh khủng. Và nó còn nhiều hơn gấp mấy lần so với Bitcoin. Các bạn thấy là Bitcoin đó thì trong vòng năm qua tăng một trăm mấy chục phần trăm mà thôi. Cổ phiếu của MicroStrategy tăng gấp 3 lần Bitcoin các bạn. Và từ đầu năm tới bây giờ đó cũng như vậy Bitcoin thì tăng cái phạm vi khoảng chừng là 60 hay 70 phần trăm gì thôi trong khi mà cổ phiếu MicroStrategy tăng nó hơn gấp ba cái số lượng đó và đạt mới liên tục năm nay thì các bạn có thể hiểu đó là công ty MicroStrategy là công ty mà chiến lược lớn nhất của họ đó chính là đầu tư về Bitcoin các bạn và đây không phải là thuần suy đoán mà chính là cái sự chia sẻ đến từ chủ tịch của họ là Michael Saylor cũng giống như là giám đốc điều hành của công ty MicroStrategy họ vẫn kinh doanh phần mềm các bạn và họ có thu nhập từ kinh doanh phần mềm nhưng mà cái thu nhập từ kinh doanh phần mềm nó chỉ dùng để mà trả lãi khi mà họ vay mượn để mua bitcoin mà thôi cái chiến lược chính của họ đó chính là thu mua bitcoin thì đương nhiên một ai đó mua cổ phiếu của microstrategy thì họ phải có lòng tin là giá bitcoin tiếp tục tăng chứ nếu không nó cổ phiếu này sẽ không tiếp tục tăng nữa các bạn và rất là nhiều người họ ghét bitcoin thì đương nhiên họ cũng sẽ ghét luôn công ty microstrategy các bạn rất nhiều người thường hay chỉ trích công ty này cười nhạo microstrategy nhưng mà thường lại không thấy bất kỳ một tỷ phú nào hay là một quỹ hedge nào xuất cổ phiếu MicroStrategy các bạn <laughs> Nói thì nhiều nhưng mà hành động nữa thì không có là bao nhiêu Chúng ta cũng có thể nhìn vào hợp đồng của dầu ngày hôm nay thì cũng không có gì đáng nói các bạn Ở mức là 70 đô 51 cent cho một thùng dầu hợp đồng của vàng Thì ngày hôm nay đó cũng không có nhiều thay đổi các bạn với mức cao là hơn 2.747 đô Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số thông tin lớn đi thì trước hết á, chúng ta nhận được một loạt những cái thông tin tốt liên quan đến kinh tế ở Hoa Kỳ các bạn Trước hết là cái thông tin liên quan tới số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên ở Hoa Kỳ thì đây là cái thông tin chúng ta nhận được hàng tuần so với tuần trước đó thì như nào các bạn thì chúng ta thì được tuần này đó là ở mức 227.000 dự kiến là 243 và trước đó là 242 như là tốt hơn kỳ vọng các bạn đây là cái số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu như là những người mà họ vừa bị thất nghiệp họ nộp đơn để mà xin trợ cấp đó thì chúng ta muốn con số này thấp và con số này thấp hơn là dự kiến và thấp hơn tuần trước đó các bạn. Điều thứ nhì là hơn 32% công ty của S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 rồi và cho đến ngày hôm nay đây thì trong số đó 76% đã vượt kỳ vọng của các nhà phân tích các bạn nghĩa là vẫn tốt hơn kỳ vọng chúng ta thấy được là có hai chỉ số PMI đó chính là chỉ số PMI sản xuất và chỉ số PMI dịch vụ thì dữ liệu PMI đó là nó đo lượng hoạt động mua sắm của những công ty chỉ số PMI cao hơn 50 nghĩa là họ đang mua nhiều hàng hóa và dịch vụ chỉ báo rằng họ hoạt động tốt và những công ty họ đang bành trướng ra các bạn họ đang phát triển thì chúng ta nhìn thấy được là chỉ số PMI sản xuất tháng 10 ở Hoa Kỳ tăng lên 47.8 điểm dự kiến là 47.5 điểm trước đó là 47.3 điểm thì nói chung nó vẫn dưới 50 điểm thì coi như cũng không phải là tăng trưởng các bạn nhưng mà nó vẫn tốt hơn là kỳ vọng chỉ số PMI dịch vụ đó tháng 10 của Hoa Kỳ đã tăng lên 55.3 điểm dự kiến là 55 điểm và trước đó là 55.2 điểm nghĩa là tốt hơn kỳ vọng. Nói chung chúng ta nhận được một loạt những cái chỉ số ngày hôm nay cũng rất là tốt khiến cho một số nhà đầu tư đó họ an tâm hơn các bạn tại vì cái sự lo lắng bây giờ vẫn là chúng ta có hạ cái mềm hay là không. Gần đây đó thì chúng ta cũng có những cái thông tin tốt đến từ Trung Quốc các bạn có đã nhớ thường chia sẻ tuần vừa rồi thì các bạn đã nhớ là chúng ta thì bây giờ đang đối đầu với cái sự lo lắng về suy thoái ở Hoa Kỳ và ở Trung Quốc. Đây là nền kinh tế lớn thứ nhất và lớn thứ nhì trên thế giới các bạn. Nếu như mà đừng nói là cả hai một trong hai cái vấn đề nó sẽ lan rộng ra nhiều quốc gia khác cho nên người ta rất là quan tâm đến những cái chỉ số kinh tế như thế này các bạn. Hôm nay nói chung là chúng ta có những chỉ số kinh tế tốt hơn là kỳ vọng bà thường cũng đọc những comment của rất nhiều bạn đương nhiên có rất nhiều bạn đặt câu hỏi là những cái chỉ số này nó có phải là tốt một cách bất ngờ hay là không khi chúng ta rất là gần cái ngày bầu cử rồi cái đó thường cũng không có biết các bạn vấn đề đó là không phải là những chỉ số này thật hay là giả cái đó không quan trọng các bạn điều quan trọng là thị trường phản ứng như thế nào bởi tin tức này và hôm nay đã thị trường cũng rất là lạc quan nói chung và chúng ta cũng có một cái thông tin rất là lớn các bạn Đây là cái thông tin mà được chia sẻ bởi Dennis Porter Các bạn nhớ là Dennis Porter là người làm việc cho một cái quỹ vận động hành lang có tên là Satoshi Act Dennis Porter cũng đã nói là hôm nay sẽ có một cái thông tin lớn được chia sẻ Và cuối cùng chúng ta cũng đã biết đó chính là cái thông tin liên quan đến tiểu bang Pennsylvania các bạn Hạ viện bang Pennsylvania Hoa Kỳ đã thông qua dự luật lưỡng đảng nhằm mang lại sự rõ ràng về quy định cho tài sản kỹ thuật số. Dự luật này đảm bảo là khả năng sử dụng bitcoin như là một phương thức thanh toán và cung cấp các hướng dẫn cụ thể về việc đánh thuế các giao dịch Bitcoin như luật 2481 được gọi là dự luật quyền Bitcoin và nó đã vượt qua với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng luôn các bạn. Đạt được cái số phiếu ấn tượng là 176 phiếu ủng hộ so với chỉ có 26 phiếu chống mà thôi. Cuộc bỏ phiếu đó bao gồm 76 thành viên đảng dân chủ và sự ủng hộ nhất trí từ tất cả 100 thành viên của Đảng Cộng hòa. Dự luật này được soạn thảo bởi cái nhóm vận động Bitcoin Satoshi Action Fund và đây là cái nỗ lực mới nhất nhằm giúp cái nhà lập pháp hiểu rõ hơn về công nghiệp blockchain và Bitcoin. Nhóm vận động này đã thành công trong việc soạn thảo và thông qua các luật tương tự ở 20 bang khác nhau với 4 dự luật đã trở thành luật tại bang Oklahoma, Louisiana, Montana và Arkansas. Cái này là một cái dự luật nhưng mà nó cũng đã thông qua hạ viện với cái sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng như các bạn thấy chúng ta thật sự đang chứng kiến sự chấp nhận Bitcoin ở cấp quốc gia. Đó là sự thật trước mắt chúng ta rồi các bạn. Và đã có 4 tiểu bang đã có những luật tương tự được chính thức thành luật rồi. Có nghĩa là chúng ta bây giờ vẫn chưa có luật đến từ quốc hội liên quan tới luật crypto liên bang. Nhưng mà những tiểu bang đó họ không muốn chờ nữa các bạn. Họ biết cái tầm quan trọng của Bitcoin crypto như thế nào. Về việc là tạo ra việc làm, tạo ra thuế và thậm chí có thể hỗ trợ cơ sở hạ tầng điện của họ như chúng ta đã từng nói đến ở Texas cho nên họ muốn bảo vệ Bitcoin và về crypto. Nếu như mà ngay thời điểm này vẫn có người nghĩ Bitcoin là lừa đảo, Bitcoin là bong bóng tài chính, Bitcoin là sẽ biến mất thì Thùng không biết nói gì hơn các bạn. Chúng ta đang chứng kiến sự chấp nhận Bitcoin đến từ cấp quốc gia và Bitcoin đã là một phần của chính trị rồi. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tiếp tục thêm với một số những cái thông tin tôi muốn chia sẻ một cái bài phỏng vấn ngắn với các bạn. Nó dài khoảng chừng là 20 giây mà thôi nhưng mà nó rất là mắc cười các bạn à, Đây là cái phỏng vấn ở trên Bloomberg các bạn và cái người được phỏng vấn đó chính là không ai khác hơn chủ tịch SEC Gary Gensler thì những gì mà người phỏng vấn này nói nó cũng không có phải là mới lạ gì nhưng mà cái cách mà bà nói và cách mà bà cười đó thì nó rất là mắc cười các bạn giống như đang mỉa mai Gary Gensler thì người phỏng vấn nói là cụ thống nóng trâm nói là sẽ xa thải anh nhưng mà điều này chắc là không có gì bất ngờ Chủ tịch SEC nói là tôi sẽ để bạn hỏi câu hỏi tiếp theo Người phỏng vấn lại nói là nhiệm kỳ của anh kéo dài đến khi nào Tháng 6 năm 2026 Nhưng anh có làm được tới đó hay là không nhiều người nghĩ là không <laughs> cái cách mà bà hỏi rất là mắc cười để thường chia sẻ clip này với các bạn và cái cách phản ứng của Giao Gansler đó thì cũng khá là khó chịu các bạn Talking of disclosures one disclosure from former president Trump is that he would fire you <laughs> ultimately unsurprising to you I'm sure So uh, Caroline I'll let you go to your next question A lot to get on with and your term is what until June 2026 but will it run until then? Many feel that perhaps not. Một lần nữa không phải là những gì mà người phỏng vấn hỏi đó, nó mới là, đó là gì chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà cái cách mà người phỏng vấn hỏi giống như là người phỏng vấn này, cô hỏi mà không nhìn được cười luôn các bạn. <laughs> chúng ta bây giờ hãy trở lại với một số những cái thông tin lớn ngày hôm nay. Thì chúng ta có một cái thông tin rất là lớn. Theo hồ sơ gửi lên SEC thì cổ đông của Microsoft họ muốn tổ chức một cuộc bỏ phiếu cho việc đầu tư vào Bitcoin trong cái cuộc họp cổ đông vào tháng 12 này các bạn nhưng mà họ khuyến khích, họ ở đây có nghĩa là cái uh, ban hội đồng quản trị khuyến khích các cổ đông nên bỏ phiếu chống lại đánh giá việc đầu tư về bịch khôi vì ban quản lý của Microsoft đã xem xét kỹ lưỡng về chủ đề này. Lý do để đầu tư tiền của công ty vào bịch khôi bao gồm việc là bịch khôi là một công cụ tuyệt vời chống lại lạm phát và rằng cổ phiếu của MicroStrategy đã tăng rất là nhiều sau khi đầu tư về Bitcoin các bạn. <laughs> Như thấy được đây là cái lý do tại sao mà họ muốn bỏ phiếu của nó là hey, nghe nè. <laughs> các anh có thể nghĩ sai vậy thôi cũng được nhưng mà hãy nhìn vào cổ phiếu của michael strategy thấy nó tăng cỡ nào rồi tại sao lại không đầu tư tiền công ty vào bitcoin để cổ phiếu của mình tăng các <laughs> bạn thấy được đây giống như là một cái gì đó chúng ta nói cho vui chúng ta nói giận với nhau nhưng mà đây không phải các bạn đây chính là sự thật các bạn nhìn thấy được là cái văn bản kiến thức của họ nói là ai nghĩ sao đi nữa thì nghĩ nhưng mà bitcoin thật sự là cái tài sản tốt để mà chống lại lạm phát người ta nghe câu này đó thì rất là nhiều người họ sẽ phản bác đó là làm gì có chuyện đó Bitcoin lên xuống như vậy làm sao chống lại lạm phát được nhưng mà đó tại vì những người đó họ nhìn vào cái khung thời gian quá ngắn hạn các bạn khi mà zoom ra các bạn mới thực sự thấy được là Bitcoin kho là tài sản chống lạm phát tốt như nào chúng ta cứ nghĩ đến là lạm phát bắt đầu phần lạm phát gần đây nhất sau khi có đại dịch dẫn đến là tiền được in ra lãi suất giảm xuống lạm phát tăng cao lên các bạn có thể so sánh tất cả những tài sản như là bất động sản hay là cho nó tới vàng hay là chứng khoán thì các bạn sẽ thấy được là Bitcoin là cái tài sản mà nó có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong vòng 4 năm qua và một tài sản có thể chống lại lạm phát hiệu quả nhất thì chính là tài sản mà có thể tăng nhanh khi mà lạm phát xuất hiện các bạn và đó chính là Bitcoin. Khi các bạn zoom ra các bạn mới thấy sự thật như thế nào. Cái này là điều mà chúng ta cũng đã từng nói đến trên kênh rồi các bạn nhưng mà các bạn thấy được là không phải đây là những cái tư tưởng mà thường chỉ nói với các bạn mà chúng ta nói trong cộng đồng Bitcoin crypto như thế này các bạn nhưng mà đây thật sự là những gì được nói đến bởi những cái người mà họ nghiên cứu về tình hình của thị trường tài chính các bạn. Đây là điều được viết ở trên văn bản của công ty Microsoft. <laughs> các bạn thấy được chứ không phải là chúng ta tự bịa ra Yeah. ngoài việc uh, đó ra thì đương nhiên họ cũng muốn cổ phiếu tăng và họ nói là thấy chưa cổ phiếu MicroStrategy đầu tư Bitcoin tăng quá trời thì chúng ta cũng nên làm như vậy và họ cũng lưu ý rằng uh, Bitcoin rất biến động đó là sự thật các bạn trong thời gian ngắn hạn thì rất biến động vì vậy việc đầu tư toàn bộ tiền của công ty vào Bitcoin đó là có rủi ro nhưng mà ngược lại đó việc bỏ qua Bitcoin như một tài sản để đa dạng hóa cũng là rủi ro các bạn thấy được là chúng ta đã đến một cái thời điểm mà Bitcoin cho dù các bạn ghét hay là các bạn thích đi nữa đó một điều các bạn không thể làm đó chính là bỏ qua không quan tâm đến bitcoin bây giờ đã đến lúc mà không quan tâm cũng không được các bạn nó đã trở thành một cái gì đó mà rất nhiều người quan tâm cho dù các bạn thích hay là không thích đi nữa đó là sự thật và miễn là càng ngày càng có người quan tâm nữa, thì tương lai bitcoin càng ngày càng tiếp tục các bạn và chúng ta cũng thấy được là người ra quyết định cuối cùng là cổ đông hội đồng quản trị họ chỉ khuyến khích mà thôi nhưng mà cổ đông chính là người bỏ phiếu để xem coi là microsoft có đầu tư tiền công ty vào bitcoin hay là không và cổ đông lớn của microsoft là ai các bạn có thể làm các bạn bất ngờ đó chính là những công ty mà còn rất là quen thuộc vanguard blackrock state street State gần cũng có những cái thông báo liên quan đến họ muốn tham gia vào token hóa. Chúng ta cũng thấy những công ty như là JP Morgan, Morgan Stanley, những công ty mà họ cũng đã có cái sự liên kết với lại thị crypto này rồi. Vanguard là tổ chức nắm nhiều cổ phần của Microsoft nhất các bạn là khoảng 9%, BlackRock đứng thứ nhì là 7.8%. Vanguard là một công ty mà các bạn có thể nhớ họ cũng có một số phát biểu đó là họ cũng không có thích bịt kho lắm. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ đó là Vanguard là một công ty mà họ cũng không có thích vàng, họ cảm thấy vàng cũng vô dụng không có giá trị gì hết và đương nhiên vì lý do đó họ cũng không thích bitcoin thế nhưng góc cảnh khác đó họ xem bitcoin như là vàng điện tử các bạn cho nên họ không thích cả hai nhưng mà cho dù vanga nói gì đi nữa đó thì sự thật như thế nào các bạn sự thật vanga là cổ đông lớn nhất không phải là chúng ta nói tới là những cái cổ đông nhỏ nhỏ các bạn vanga là một trong cổ đông lớn nhất của nhiều công ty liên quan đến thị trường crypto này các bạn cứ nhìn vào ai là cổ đông lớn nhất của microstrategy cho dù Van cho nói là họ không thích Bitcoin các bạn thấy được là Vanguard là cổ đông rất là lớn của MicroStrategy các bạn chỉ đứng sau lưng Capital International Investor nhưng mà vẫn sở hữu nhiều cổ phần hơn là BlackRock còn ai nữa các bạn chúng ta nhìn thấy được là Coinbase Coinbase thì ai nắm giữ nhiều cổ phần nhất các bạn nhìn thấy được là Vanguard là công ty nắm giữ nhiều cổ phần của Coinbase nhất chúng ta nhìn vào Mara đi đây là công ty đào Bitcoin Marathon thì các bạn nhìn thấy được là ai là những cổ đông lớn nhất đứng sân BlackRock chính là Vanguard các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được rất rõ ràng là những cái công ty như là Vanguard, BlackRock là những công ty mà họ sở hữu rất nhiều cổ phần của những công ty đến crypto. Còn về việc là Microsoft đó có bỏ phiếu thành công để mà đầu tư dịch Bitcoin hay không thì tháng 12 mới biết được các bạn. Nhưng mà cho dù không thành công, các bạn cũng thấy được là hội đồng quản trị của Microsoft cũng đã nói họ đã xem xét kỹ lưỡng về chủ đề này như đồng vừa chia sẻ Bitcoin đến một lúc nào đó mà chúng ta không quan tâm cũng không được các bạn nó đã trở thành một gì đó trước mặt của tất cả mọi người rồi và chúng ta cũng thấy được là các tổ chức đầu tư đó hiện đang nắm giữ là 20% spot Bitcoin ETF tổng cộng đó chúng ta có 1.179 tổ chức kể từ khi ra mắt vào tháng 1 theo những cái hồ sơ 13F tính đến ngày 18 tháng 10 thì các bạn cũng đã biết là sau mỗi một quý đó thì những công ty họ phải khai báo những công ty mà quản lý quỹ đầu tư đó nếu như họ quản lý hơn 100 triệu họ phải khai báo là họ có những cái tài sản gì và chúng ta từ đó có thể suy nghĩ được là bao nhiêu công ty bao nhiêu quỹ lớn họ lưu trữ Bitcoin Spot ETF thì các bạn thấy được là quỹ IBIT của BlackRock có cái số lượng Bitcoin được các tổ chức nắm giữ lớn nhất với hơn 71.000 BTC theo sau là Rayscale và Art Invest và chúng ta cũng thấy được là không chỉ những nhà đầu tư nhỏ lẻ đầu tư về Bitcoin ETF mà nó bắt đầu thu hút một số lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức. Chúng ta cũng đã từng nói đến rồi, có rất là nhiều cái sự hoài nghi về Bitcoin ETF từ những ngày đầu tiên luôn các bạn và thậm chí nó đến từ những người trong thị trường crypto này. Gần đây đã thường có đọc cái lập luận đến từ Rao thì Rao Paul là một người mà cũng rất là bullish trong thị trường crypto này các bạn nhưng mà Rao Paul đã có nhận định là chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều quá liên quan đến cái dòng tiền của Bitcoin ETF tại vì ông tin là phần lớn dòng tiền đó đó là cái dòng tiền gọi là hedge mà thôi các bạn nghĩa là cái dòng tiền mà các bạn dùng để làm bảo hiểm có thể là họ sốt Bitcoin đâu đó rồi họ mua Bitcoin ETF để mà hedge hay là những tổ chức đầu tư đó họ chỉ mua Bitcoin ETF để ăn trên lệch giữa cái giá của spot và giá của ETF cho một số nhà nào đó mà thôi đó là quan điểm của Rao Po nhưng mà các bạn thấy được là đã từ lâu có rất là nhiều người không có cái sự tin tưởng đối với sự ảnh hưởng của Bitcoin Spot ETF các bạn thấy được là mới đầu đó rất nhiều người nói là cho dù Bitcoin ETF được thông qua thì cũng không có thu hút được nhiều người đâu các bạn cuối cùng thì sao cuối cùng thì những quy Bitcoin Spot ETF trở thành những cái quỹ ETF có dòng tiền mạnh nhất trong lịch sử của tất cả ETF các bạn và một số người bây giờ lại nói như là Rao Po nhưng mà sự thật thì các bạn chỉ cần Nhìn vào biểu đồ giá Bitcoin từ khi có Bitcoin Spot ETF, đừng nói tới là từ khi có các bạn, trước khi có Bitcoin Spot ETF, cái sự hào hứng nó đã đẩy giá lên cao như thế nào và khi mà có Bitcoin Spot ETF, mỗi ngày đó các bạn tính dòng tiền vào và ra thì rất là khó để có thể thấy được cái sự ảnh hưởng các bạn tại vì nó có cái sự chi hoãn và thu mua thông mua OTC tới khi nào đó mới ảnh hưởng đến thị trường Spot cho nên rất là khó để mà tính nhưng mà nhìn vào dài hạn thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái sự ảnh hưởng của dòng tiền đến từ Bitcoin Smart ETF rất là tích cực đối với giá spot của Bitcoin và điều này cũng đã từng xảy ra với lại vàng ETF rồi tại vì đây là một cánh cửa để mà chào đón thêm dòng tiền mà trước đây không có trong thị trường crypto đến với thị trường này các bạn đương nhiên trong giảng hạn đó thì nó giống như là một cái kính phóng đài các bạn những ngày tốt thì sẽ có nhiều dòng tiền vào những ngày xấu sẽ có nhiều dòng tiền ra và cũng giống như thị trường spot thường có lòng tin là khi mà mọi thứ trở nên tệ hơn đó thì sẽ có nhiều người họ sẽ rời khỏi các bạn nhưng mà cũng giống như thị trường spot giống như là 100 người họ đến với lại Bitcoin thông qua Bitcoin ETF thì khi mà tình hình trở xấu có thể là 90 người họ ra đi các bạn có nghĩa là họ rời khỏi thị trường này nhưng mà những người còn lại là những người mà bắt đầu có lòng tin vững chắc và họ tiếp tục hold đồ và cứ như vậy hết dòng người này tới dòng người kia ngày càng có thêm người tin tưởng vào Bitcoin hơn cho nên về dài hạn thùng vẫn có lòng tin Bitcoin Smart ETF rất là tốt cho thị trường Bitcoin các bạn. Và chúng ta cũng có thể thấy được là có một hiện tượng xảy ra trong cái năm nay đó chính là chúng ta chứng kiến rất là nhiều những cái địa chỉ ví cá vô xuất hiện các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xanh trên màn hình chúng ta có thể thấy được nó tăng cao lên, tăng cao hơn so với bất kỳ những cái thời kỳ nào tương tự như trước đây các bạn nếu chúng ta tới những cái chu kỳ mua bốn năm thì các bạn nhìn vào thời kỳ của năm 2020 và năm 2021 đó thì chúng ta cũng thấy được là cái số lượng địa chỉ ví cá voi cũng không có nhiều bằng như là bây giờ các bạn và cái nhóm địa chỉ ví cá voi đó hiện bây giờ đã lưu trữ tổng cộng là gần 4 triệu bitcoin rồi các bạn chúng ta ngày càng chứng kiến có nhiều những cái tổ chức đầu tư những người mà có tiền ở trong thị trường này hơn và để thường chia sẻ một cái bài đến từ Hafini, Hafini các bạn có biết thì cũng đã qua đời rồi. Đây là người đầu tiên nhận được Bitcoin từ Satoshi các bạn, và nhiều người cho Hafini chính là Satoshi. Chúng ta sẽ mãi mãi không biết tại vì ông cũng đã qua đời rồi các bạn. À, thì đây là cái bài ông chia sẻ vào tháng 3 của năm 2011. Để thường đọc rồi thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Ông nói là sức mạnh tính toán của mạng lưới tỷ lệ thuận với độ khó và có vẻ như độ khó tỷ lệ thuận với lại giá của Bitcoin. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là nếu như mạng lưới có nhiều người tham gia đào, sức mạnh tính toán tăng lên dẫn đến độ khó tăng lên. Độ khó tăng lên thì lại có cái sự tương quan dương với giá của Bitcoin. Do đó nếu như Bitcoin không trở nên có giá trị hơn đáng kể so với hiện tại thì mạng lưới Bitcoin sẽ không bao giờ có khả năng chống lại các cuộc tấn công nhiều hơn so với hiện tại. Và để Bitcoin thành công và trở nên an toàn, giá trị Bitcoin phải tăng lên rất là nhiều thì các bạn thấy được đã từ rất lâu rồi học viên này có lòng tin là giá Bitcoin phải tăng lên rất là nhiều tại vì đó là cách duy nhất mà Bitcoin có thể hoạt động các bạn. Và đây cũng là điều Thuận cũng đã từng chia sẻ với các bạn đối với Thuận đó thì chỉ có hai khả năng cho Bitcoin mà thôi. Một là nó không có giá trị gì hết trở về con số 0 hai là nó phải cực kỳ đáng giá chứ không thể nào mà lơ lửng chính giữa được và học viên này cũng có cái suy nghĩ như vậy và chúng ta nếu như mà đọc những cái chia sẻ đến từ học đó ở trên Bitcoin Talk Forum các bạn từ nhiều năm trước, giống như hồi tháng 2 năm 2010 thì Finney đã đưa ra cái dự đoán có thể nói là bây giờ chúng ta nói tới Bitcoin tăng lên một triệu đô một Bitcoin đó thì nhiều người vẫn cho là các bạn quá hoang tưởng hay là chúng ta không có thực tế. Nhưng mà các bạn có biết năm 2010, <laughs> năm 2010 Bitcoin chỉ mới bắt đầu mà thôi Thảo đã đưa ra dự đoán đó là Bitcoin sẽ đâu đó lên tới mức là hàng triệu đô la cho mỗi một Bitcoin các bạn Từ những cái đầu tiên thì chúng ta cũng thấy được nhiều khi đã đọc những cái suy nghĩ đến từ những người như học này trước đây đó nó nhiều khi làm thương rợn người các bạn tại sao họ có thể nhìn xa đến như vậy được những cái bây giờ chúng ta mới bắt đầu liên tưởng tới mà thôi mới có thể là mơ tưởng tới mà họ cũng đã nghĩ ra cách đây hơn rất là nhiều năm rồi các bạn, từ năm 2010, năm 2011 thì các bạn cũng thấy được là có một số người họ lưu trữ Bitcoin hay cơ rất là lâu luôn các bạn. Nhiều đi thuận rất là tò mò muốn biết giống như là cái thông tin ngày hôm nay đã có một cái ví từ năm 2011 và vừa di chuyển là 10 triệu đô la Bitcoin các bạn và nghĩa là họ đã ho đồ từ 16 đô cho đến 67 000 đô Các bạn thấy được là nếu như mà một người đó ho đồ gì đó, Thường không biết là cái bàn tay của họ làm bằng chất liệu gì Tại vì chúng ta nói tới diamond hand Diamond Hand đã là cái chất liệu cứng nhất rồi các bạn. <laughs> Người này ho đồ từ 16 đô lên tới 67 ngàn, 68 ngàn đô ngày hôm nay. Rồi mới di chuyển thì không biết là bàn tay và trái tim của họ làm bằng gì nữa các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy được là nếu như mà họ thật sự ho đồ như vậy, chứ không phải là họ mất khoát cá nhân bây giờ mới kiếm được. Thì đúng là một quyền thoại trong thị trường crypto này và chúng ta cũng có một cái thông tin đó, đây là một cái solo mine là nghĩa là một cái đơn vị riêng lẻ đào bitcoin không phải là một cái xưởng đào mà một đơn vị riêng lẻ mà thôi có thể là một người nào đó thì họ tự đào bitcoin và họ cũng đã thành công đào được một khối bitcoin các bạn và đã nhận được 3.329 bitcoin tiền thưởng tổng cộng đó là chúng ta nhìn thấy là khoảng 222.000 đô cho các bạn thấy được là mạng lưới bitcoin bây giờ cho dù là lớn hay là mạnh đi nữa thì đào một mình thì vẫn còn cơ hội các bạn tuy nhiên rất là mỏng manh tại vì mạng lưới bây giờ rất là mạnh rồi nhưng mà vẫn có cơ hội đó tại vì khi các bạn đào bitcoin thì ngoại trừ tốc độ tính toán các bạn cần phải có một yếu tố khác nữa đó chính là sự may mắn các bạn một người đâu đó họ không có tốc độ tính toán mà các bạn nhưng mà họ may mắn có thể đã tìm kiếm được cái câu giải đáp ngay lập tức thì họ có thể nhận được cái phần thưởng đó Nhưng mà đối với là CEO của Crypto Khoan thì có một cái nhìn khác về Bitcoin các bạn Và có thể nói là dựa theo những gì mà Thuận chuẩn bị chia sẻ với các bạn đó Thì CEO của Crypto Khoan đã có một cái suy nghĩ là chúng ta có thể thấy Bitcoin sôi động từ đây cho đến năm 2030 Rồi sau đó Bitcoin cũng sẽ từ từ giống như là vàng mà thôi không còn sôi động nữa các bạn Để chia sẻ tại sao mà CEO Crypto Khoan là như vậy Thì lập luận của Crypto Khoan CEO là thứ nhất Bitcoin có thể được sử dụng như một loại tiền tệ và năm 2030. Độ khó trong việc đào Bitcoin đã tăng 378% trong 3 năm qua, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt. Vào năm 2009, các thợ đào cá nhân có thể đào được 50 Bitcoin bằng một chiếc PC. Nhưng hiện nay, các công ty đào lớn do các nhà đầu tư tổ chức hỗ trợ đang thống trị ngành này. Kế đó, đó thì ông nói là khi thị trường có nhiều tổ chức tham gia, ngày càng tăng lên, rào cản, gia nhập cũng tăng làm giảm biến động của Bitcoin và sức hấp dẫn của nó như là một tài sản đầu tư. Đến lần halving năm 2028 như là đợt halving kế tiếp, tiềm năng của Bitcoin như một loại tiền tệ có biến động thấp sẽ tăng lên. Các công ty như là Stripe tham gia vào ngành hạ tầng stablecoin, với các công ty fintech lớn dự kiến sẽ thúc đẩy sự chấp nhận rộng rãi của stablecoin trong 3 năm tới, đến tháng 4 năm 2028 trong lần hai bên tiếp theo, vai trò của Bitcoin như một loại tiền tệ sẽ được thảo luận nghiêm túc hơn khi biến động giảm và hệ sinh thái phát triển. Sự chấp nhận phía blockchain và stablecoin sẽ hỗ trợ việc sử dụng Bitcoin như một loại tiền tệ có thể thông qua các cải tiến giao thức mạng Layer 2 hoặc là RAP BTC. Khi biến động giảm, khả năng Bitcoin trở thành một loại tiền tệ càng tăng. Tâm nhìn ban đầu của Satoshi về Bitcoin là một tiền điện tử ngang hàng P2P Electronic Cash có thể sẽ được thực hiện hóa vào năm 2030 thông qua sự phát triển của hệ sinh thái và sự giảm thiểu biến động. Đối với thuận đó thì từ đây đến năm 2030 còn 6 năm các bạn, đó là một khoảng thời gian rất là dài cho Bitcoin. Hãy nghĩ về 6 năm trước so với hiện tại thì trường Bitcoin đã thay đổi rất là nhiều như thế nào. Nhưng mà liệu Bitcoin còn dao động mạnh trong 6 năm tới hay không đó thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố các bạn, chẳng hạn như vốn hóa lúc đó là bao nhiêu. Nếu như vốn hóa vẫn nhỏ thì sự động vẫn còn cao các bạn và cho dù vốn hóa lớn nó cũng vẫn có thể có dao động nhiều các bạn cứ nhìn vào những công ty có vốn hóa lớn lên tới 2 nghìn 3 nghìn tỷ thì vẫn dao động mạnh như là cổ phiếu Nvidia và ngay cả các chỉ số lớn như là S&P 500 vẫn dao động là 10 hay là hơn 10% mỗi năm và vàng gần đây cũng có nhiều biến động cho nên nếu nói bitcoin một ngày nào đó sẽ không có sự dao động mạnh nữa không biết ngày đó là khi nào các bạn và vốn hóa sẽ là bao nhiêu các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới bản thân của tôi nữa thì bây giờ không có hình dung được bitcoin được sử dụng như là một cái tiền điện tử hàng ngày các bạn thuận bận nghĩ bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị nó giống như vàng điện tử hơn đương nhiên một ngày nào đó thông tin là cái sự dao động nó sẽ giảm xuống nhưng mà 2030 thì cũng chưa chắc đâu các bạn và chúng ta cũng có một số thông tin khác cũng rất lạc quan như là sàn giao dịch kraken sẽ ra mắt block nguyện riêng vào năm 2025, mạng thử nghiệm TestNet sẽ được ra mắt trong năm nay các bạn và mạng lưới này đã có tên là Ink in sẽ là cái mạng lưới tầng 2 trên Ethereum thì cái này nó cũng tương tự như là Coinbase có mạng lưới base nhưng mạng lưới base thì không có token base các bạn mạng lưới base sử dụng token Ethereum nhưng mà được gây dựng ở trên Optimism thì các bạn thấy được Kraken cũng muốn có mạng lưới tương tự như vậy có tên là Ink cũng được gây dựng trên công nghệ của Optimism không biết họ có phát hành một cái token riêng hay là không nhưng mà ở Hoa Kỳ đó thì cũng khá là khó các bạn nhất là đối với lại cái sự quản lý của SEC hiện tại Thì tại sao một cái sàn giao dịch Họ lại muốn có một cái mạng lưới riêng như vậy Thì rất đơn giản các bạn tại vì nó mang đến lợi ích Tuy là các bạn thấy được là mạng lưới base Thì không có token gì hết Nhưng mà Coinbase vẫn có lợi ích các bạn Khi các bạn có một mạng lưới mà các bạn tự tạo ra thì các bạn có thể là kết nối mạng lưới đó với lại sàn gì của mình đương nhiên các bạn có thể có những cái defi trên đó di chuyển qua lại nhưng mà các bạn thấy được là mạng lưới đó có thể kết nối với lại một cái sàn trực tiếp một cách dễ dàng thì có thể di chuyển giữa tiền pháp định và những cái token đó khiến cho có nhiều giao dịch hơn trên sàn đó các bạn đó chính là cái sự kỳ vọng của những công ty này và mạng lưới base bây giờ đã đã rất là lớn các bạn thu hút rất là nhiều những cái ứng dụng và thường cũng thường sử dụng thường xuyên để mà di chuyển nhiều token các bạn tại vì mạng lưới base thật sự cũng rất là rẻ và nhất là khi các bạn di chuyển từ Coinbase thì phí không có cao. Và chúng ta có một cập nhật đến từ Ethereum thì Vitalik Boudrin giới thiệu bản cập nhật The Verge nhằm giúp việc chạy nô Ethereum trở nên dễ dàng hơn với các thiết bị nhỏ như đồng hồ thông minh Bản cập nhật này sử dụng phương pháp Stateless Client Verification cho phép thiết bị như là ví di động trình duyệt và thậm chí đồng hồ thông minh xác minh vào các giao dịch mà không cần tải và lưu trữ toàn bộ dữ liệu trên blockchain. Tại vì đây là cái phần mà tốn kém nhất đối với Vitalik. Nếu như mà có có thể khiến cho một ai đó có thể chạy những cái phiên bản no nhầm mà không cần phải lưu trữ toàn bộ dữ liệu thì nó sẽ giúp được cho nhiều người có thể tham gia vận hành nô no, và staking trên Ether dễ dàng hơn. Chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới chính phủ Hoa Kỳ các bạn và được chia sẻ rất là nhiều nhưng mà thật ra cũng không có phải là một cái thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường nhưng mà cũng là thông tin mình nhiều quan tâm cho nên thôi dành thời gian để mà chia sẻ. Thì các bạn thấy được là đây là cái ví của chính phủ Hoa Kỳ hiện bây giờ dựa theo Arkham Intel đó thì đang lưu trữ khoảng chừng là 14,1 tỷ đô la crypto các bạn trong đó phần lớn đương nhiên là Bitcoin rồi các bạn tổng cộng là đang lưu trữ 203.000 Bitcoin gần 14 tỷ đô la nhưng mà hôm nay đây chúng ta không phải nói về Bitcoin mà nói về Orcon các bạn tại vì hồi sáng này có rất là nhiều những cái thông tin đến từ Orcon nói là hey chúng ta thấy một số những cái Orcon sự di chuyển và tổng cộng đó là khoảng 20 triệu đô la Orcon trong đó chúng ta có những đồng như là đồng USDC, đồng Tether, đồng AUSDC và đồng Ethereum bị di chuyển ra khỏi cái ví của chính phủ hoa kỳ các bạn và nhiều người nói là có phải chính phủ hoa kỳ đó chuẩn bị bán hay là không nhưng mà hiện tại đó thì nhìn có vẻ như là ví của chính phủ hoa kỳ đã bị hát số tiền đã được chuyển sang một ví khác và ví này đã bắt đầu đổi token thành Ethereum. Có vẻ như là người tấn công đã bắt đầu rửa số tiền thu được thông qua các địa chỉ ví đáng ngờ liên quan tới một dịch vụ rửa tiền. Nói chung đó thì không biết ai đang lưu trữ khóa cá nhân của chính phủ Hoa Kỳ các bạn nhưng mà khả năng là một ai đó đã sơ ý và làm cho khóa cá nhân bị lộ dẫn đến là bị thiệt hại như thế này các bạn 20 triệu đương nhiên bây giờ chỉ ảnh hưởng đến những cái token mà thôi không có ảnh hưởng đến Bitcoin các bạn số lượng Bitcoin phần lớn vẫn đang được lưu trữ thậm chí Ethereum các bạn thấy được là 126 triệu thì vẫn đang được lưu trữ bởi chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà phần lớn chính là bị khôi nó không có di chuyển ngày hôm nay cho nên cũng không phải là một cái thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường nữa các bạn và cho dù là chúng ta thấy là 20 triệu này được đâm lên cho thị trường thì nó cũng không có đủ để làm ảnh hưởng đến Ethereum hay là đến những đồng khác đâu chúng ta có một cái sự chia sẻ đến từ putin các bạn tại vì chúng ta cũng đã có một cái hội nghị thượng đỉnh của cái khối brics thì putin đã nói gì các bạn putin nói là không có muốn chống chọi với đồng đô la rất muốn sử dụng đồng đô la tại vì đồng đô la là đồng tiền có sức ảnh hưởng lớn nhất ở trên cái thế giới tài chính toàn cầu và nước nga không có lý do gì mà không sử dụng đồng đô la chỉ là nếu như mà quá khó khăn có nghĩa là những lệnh cấm vận nó khiến cho quá khó khăn để mà sử dụng đô la thì nước nga không còn cách nào khác ngoại trừ là tìm một cái giải pháp khác thì đây là một cái thông điệp đến từ putin các bạn và thường cũng đang từng chia sẻ về cái góc cạnh crypto chúng ta có thể nghĩ nhiều cái khác nhau liên quan đến chính trị các bạn sẽ có nhiều cái quan điểm khác nhau nhưng mà đối với thuận đó thì thuận đã từng chia sẻ với các bạn chúng ta nhìn vào những cái thống kê đến từ fed đây là thống kê đến từ fed các bạn không phải là thống kê đến từ một cái đơn vị nào khác chính fed cũng đã đưa ra một cái thống kê cho thấy được là đồng đô la được sử dụng trong thương mại quốc tế đó thì ngày càng giảm xuống nhưng mà vẫn còn cái sự ảnh hưởng rất là lớn các bạn thì bây giờ 60% của dây quốc tế là sử dụng đồng đô la có hai cái luồng tư tưởng nó rất là cực các bạn hai cực khác nhau một bên thì nghĩ là đồng đô la sẽ không bao giờ bị xóa ngồi một bên thì nghĩ là đồng đô la sẽ bị xóa ngồi sớm mà thôi sự thật nó luôn nằm ở chính giữa các bạn nếu như nói đồng đô la mãi mãi nó không bị xóa ngồi thì làm sao biết được các bạn chúng ta cũng thấy được là thế giới thì luôn thay đổi và đồng đô la thường nghĩa một ngày nào đó cũng sẽ bị thay đổi mà thôi nhưng mà nếu nói là sẽ sớm đó thì cái đó cũng không hẳn đâu các bạn tại vì bây giờ 60% sau bao nhiêu thập kỷ vẫn còn 60% giao dịch sử dụng đồng đô la thì nếu nói sớm đó thì sẽ không sớm đâu các bạn có thể là sẽ không có phải ở trong cái cuộc đời của chúng ta nhưng mà sự thật thì các bạn thấy được là thế giới nó đang chuyển hướng qua một cái thế giới mà sử dụng đa tiền tệ các bạn cũng thấy được là bây giờ đã có nhiều giao dịch càng ngày càng nhiều hơn, sử dụng nhiều loại tiền khác nhau chứ không phải là thông qua đồng đô la. Và trong một thế giới mà chúng ta có nhiều loại tiền tệ khác nhau thì nó tạo ra cơ hội cho crypto các bạn tại sao lại không thể khi các bạn nhìn vào lịch sử một số tiền đang được sử dụng bởi một số quốc gia đó các bạn có được là cái lịch sử nó ngắn như thế nào và lịch sử đó đó là một lịch sử mà không có vững chắc cho nên tại sao lại không thể thay thế bằng một loại crypto các bạn bitcoin cho dù là chúng ta nói là lịch sử rất là ngắn trong vòng chỉ có gần 16 năm mà thôi nhưng mà trên thế giới này vẫn có những loại tiền của một số quốc gia chưa tồn tại được 16 năm nữa các bạn Bitcoin có thể tồn tại còn lâu hơn những loại tiền đó Cho nên tại sao lại không thể Và rất rõ ràng chúng ta thấy được khi mà đồng đô la đó khiến cho một số người họ mất lòng tin Thì tôi nghĩ là họ cũng không có nhanh chóng có lòng tin với một đồng khác đâu Nếu như mà các bạn nghĩ đến một thế giới mà đồng đô la không có thống trị nữa Thì các bạn nghĩ đồng nào sẽ thống trị Và mọi người có thật sự tin ngân hàng trung ương của đồng đó hay là không Trong khi Bitcoin và crypto là những cái loại tiền mà không có thuộc về bất cứ một chính phủ nào và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin không được tốt các bạn nhưng mà nó không phải là những thông tin xấu lớn đâu nó chỉ là ảnh hưởng đến một số quốc gia mà thôi văn bản chính thức luật ngân sách năm 2025 được tổng thống ý ký bao gồm việc tăng thuế lên 42% cho crypto khi mà chúc lời luật này sẽ được thảo luận và có khả năng được sửa đổi trong quốc hội ý trước đây thì đã không nói bịch thôi là bong bóng tài chính các bạn không có giá trị bây giờ là muốn đánh thuế tới 42% rất là cao luôn và không biết những quốc gia này họ lấy con số 42 từ đâu tại vì các bạn thấy được đây cũng là con số được nước Đan Mạch đề xuất nhưng mà họ đề xuất đánh thuế lên lợi nhuận chưa thực hiện cho crypto có nghĩa là các bạn có lời các bạn chưa chút lời các bạn vẫn phải đóng thuế thuế sẽ được dựa trên trên là giá trị tài sản hàng năm dù chưa bán nếu lỗ đó những nhà đầu tư có thể khấu trừ vào lợi nhuận sau này điều này có nghĩa là thuế sẽ được tính dựa trên sự thay đổi giá trị của tài sản cho hàng năm dù nhà đầu tư chưa bán tài sản đó nhưng mà nếu như chưa bán mà các bạn có lời nhiều thì các bạn không có tiền để đóng thuế thì sao các bạn các bạn lại phải bán tài sản đó các bạn thấy được cái thuế này nó không có hợp lý nếu giá trị tăng so với đầu năm phần trên là sẽ bị đánh thuế còn nếu lỗ đó nhà đầu tư có thể khấu trừ vào lợi nhuận của những năm sau thì các bạn nên hiểu là ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia nó họ có những cái ưu đại thuế cho những nhà đầu tư dài hạn có nghĩa là các bạn đầu tư ngắn hạn thì các bạn đóng thuế bao nhiêu các bạn đầu tư dài hạn thì các bạn đóng thuế thấp hơn lý do tại sao là tại vì những nhà đầu tư dài hạn những người mà đầu tư dài hạn đó họ tạo nên cái sự ổn định trong thị trường tài chính nếu như mà chúng ta thấy được là hàng ngày có rất nhiều người mua bán liên tục thì thị trường tài chính nó sẽ không có được ổn định thì thị trường tài chính bây giờ ở hoa kỳ đang có rất nhiều nhà đầu tư dài hạn mà nó vẫn dao động thì bạn cứ nghĩ nếu như mà không có những người đầu tư dài hạn đó nó sẽ còn dao động lên tới mức nào nữa cho nên khi mà các bạn đầu tư dài hạn sẽ được ưu đãi tại vì những nhà đầu tư dài hạn đó thì cũng góp phần tạo ra cái sự ổn định và khiến cho thị trường tài chính kỳ ngày càng đi lên các bạn vì lý do đó đầu tư dài hạn có vai trò trong thị trường tài chính nếu như mà các bạn đánh thuế như vậy chưa có chút lợi đã đánh thuế rồi thì sẽ khiến cho nhiều nhà đầu tư họ sẽ không muốn lưu trữ dài hạn mà chỉ muốn lưu trữ ngắn hạn mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình của Bitcoin Smart ETF thì các bạn nhìn thấy được là hôm nay đó chúng ta vẫn chưa có thống kê từ BlackRock. Ngày hôm qua đó thì BlackRock đã không làm cho mọi người thất vọng các bạn. BlackRock tự một mình thu vào 317 triệu. Hôm nay ra sao chúng ta vẫn chưa có biết. Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta đang chứng kiến dòng tiền dương là 22.5 triệu đô la. Chúng ta chỉ có một quỹ bán duy nhất mà thôi đó chính là Drayscale, Còn lại đó có một quỹ mua duy nhất tới bây giờ đó chính là bitwise những quy khác là không đô la các bạn ethereum thì nói chung là ảm đạm các bạn ảm đạm đến nỗi bây giờ Rayscale không thèm bán luôn các <laughs> bạn nhìn thấy được hôm nay chưa có Rayscale nhưng mà cái quỹ đó đều là không đô la gần đây chúng ta cũng thấy Rayscale cũng đã có một số động tĩnh liên quan tới Ethereum cũng có một số dòng tiền dương và chúng ta cũng nhìn vào phần trăm bịt trong có lời thì đương nhiên hôm nay đó một lần nữa lại tăng lên các bạn tại vì sao tại vì chúng ta cũng một lần nữa đã trở về cái mức là 68.000 đô thì cái phần trăm có lời lại tăng trở về cái mức là 94.4% vẫn chưa đi vào cái vùng màu đỏ các bạn có nghĩa là phải hơn 95% phần có lời giữa Douglas no. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link kia bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit. OKX, OK, XM, Binance, Linux và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng bạn nào mà sử dụng sao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.